cho nên mẹ phải chính anh chị em phải lo một phương giải và lo tìm nghề sinh sống. Cho nên 9 tuổi thì đã phải đi bán thuốc lá gạo ở miền Bắc ta không thấy, nhưng mà trong miền Nam thì hay có kiểu về tức là mình sẽ đạt thôi, nhưng mà biết là sau nó cùng cùng vào đó nó có thuốc lá, bỏ thuốc lá cho cái cửa tiệm này, bỏ thuốc lá cho cái cửa hàng kia, gọi cửa hàng cái tiệm lớn quá như vậy, cái tổ kinh ở đây rồi, bỏ nhà một cây, bỏ nhà cây ngay cây thuốc của tôi, bỏ thuốc lá ra, bỏ bỏ thì ta sẽ bỏ. Rồi sau này tới năm 2006 thì gia đình đổi về Bình Dương thì không bỏ thuốc lá ra nữa, nhưng mà đi cày thuê. Bình Dương là vùng đất nông thôn, đi cày thuê thôi. Cày thuê cũng có cái đầu này vừa cũng là đi học, cả ngày đi học, nhưng mà vừa cũng để nuôi dưỡng các anh chị em của mình và phụ thêm với mẹ. Cho đến năm 19 tuổi, ông ấy vừa đi, tức là bây giờ một năm 1976, ông ấy vừa đi. Để chính như vậy, thì vừa đi. Xa quê Mỹ, thì việc đầu tiên là đi làm đã, cũng tìm cái chỗ nào cho đi làm. Rồi cũng đi tìm, đi vào trường học ở bên Mỹ. Chúng ta biết là chế độ học bên Mỹ thì học cho học miễn phí, ở trường công là không có tiền. Cho nên ông vào học, học nhưng mà đồng thời cũng đi làm. Rồi cũng vào được môi trường đại học của mình, đi làm. Vừa đi làm vừa học. Ở bên Mỹ thì được cho vay vốn, các sinh viên được vay, vay vốn năm bao nhiêu đó để trả tiền học, còn tiền ăn uống ngủ nghỉ thì mình phải tự rất kiếm tiền, đi vào làm các nhà hàng, đi vào đi rửa bát rửa dĩa, đi dọn dẹp vệ sinh. Đối với chúng ta thì khi mình coi là nó xấu hổ, và đối với những trường hợp đó tất cả mọi người đều làm như vậy thôi, làm nghề vệ sinh thì cũng là sự bình thường thôi. Trong thời gian học đại học thì ông ấy về chỗ gia đình nuôi ông ấy, tại bố mẹ vẫn ở Việt Nam, có gia đình đã nuôi ông về để tiếp tục công việc nghiệp lại. Trong khi bạn mình đi học thì trong khi mình đi học thì bạn của mình đi tìm cái nghề, tức là làm cái nghề vào trong công ty giết mổ gia súc, cho nên chuyên môn là làm cái nghề móc của gà. Thì sau vài năm thì ông Thành này về thăm bạn của mình, thì bạn đã có một cái xe rồi. Trong cái đó thì ông Thành này thì vẫn là một người không có áo ôm thôi, không có xe, không gì hết, vẫn là thuê. Rồi sau 4 năm thì khi trở về thì bạn thuê là đã có cái nhà rồi, trong nhà cũng đầy đủ tất cả mọi phương tiện và có cả cái xe xì bo đó. Trong khi đó thì ông Thành này vẫn là người không có gì hết và ngày vẫn là nhìn gọi đúng thứ bậc vậy thôi. Rồi sau 4 năm ông lại trở về sang thì anh bạn này mắc chứng bệnh đau nhức vẫn thường xuyên ở trong phòng lab, cho nên vẫn chứng bệnh đau nhức. Cho nên từ đấy ông ấy đưa ra một kết luận này: chúng ta thành công vì chúng ta bán được ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cái khả năng, cái tiềm năng của mỗi người. Yếu tố thứ hai cái môi trường thuận lợi. Và yếu tố thứ ba là ý thức được cái cơ hội mình đang có. Ba yếu tố đấy. Về tiềm năng thì có thể nói tất cả cũng hơn chắn cũng đau phần chắn một chút thôi. Trưởng thần động trưởng người mà xuất sắc hơn và tin tưởng hơn trong mọi chuyện. Thứ hai là cái cơ hội, cái môi trường thuận lợi. Ở bên Mỹ thì có thể nói là cơ hội đồng đều cho tất cả mọi người, ai cũng có cơ hội hết, bạn và ông ta cũng có cơ hội. Nhưng mà cái thứ ba điều quan trọng là ý thức rằng mình đang có cơ hội đó và phấn đấu quyết tâm để thực hiện được cái mục tiêu của mình. Ông nói thế này là mỗi người cần phải nhận thức rằng mình đã có cái cơ hội của mình và
ta và giúp thành lập viện khoa học công nghệ tiến hóa thành phố Hồ Chí Minh, là cái viện khoa học đầu tiên của Việt Nam, viện khoa học công nghệ tiến hóa. Rồi ông cũng đã sẵn sàng trợ giúp cho các sinh viên, khoảng chừng 3 triệu sinh viên sang bên Mỹ để học. Và cuối cùng một kết luận, ai không muốn thành công hết, nhưng chỉ có người nào nỗ lực cố gắng thì mới thành công, và phải chấp nhận trả giá. Làm cái gì không trả giá, chứ còn thấy một cái người bị lực đồng nát thôi, chứ phải trả giá. Trả giá bằng cái sự kiên trì, bằng sự vất vả, bằng cái sự chịu khó của mình, làm việc gì cũng phải trả giá. Cho nên để thành công trong việc học thì phải chấp nhận trả giá. Đây là lúc đầu tiên chàng chia sẻ với chúng con. Chúng con phải xác định rõ mục tiêu của chúng con là chúng con đi học và phải học được với bất kỳ ai về tiềm năng, về khả năng, trang những chỉ số công nghệ của chúng con các thời gian học chúng con không nhiều đâu. Đây có thần đồng không? Chắc khó có thần đồng phải không? Nhưng mà có ai là tốt đa quá không? Chắc không đâu cả. Lên cái đại học rồi tôi tốt đa quá, đã vượt 30 kỳ thi rồi. Cho nên chắc chúng ta là về khả năng chẳng hạn. Rồi về cơ hội nữa. Cơ hội chúng ta có gia đình chúng con, rồi xứ đạo chúng con, rồi xã hội tổ chức nhiều cái chương trình để chúng con có một cái môi trường học. Rồi chắc chúng con đã biết rồi, trong số chúng ta thì cũng có một số anh chị em thì cũng không có cái điều kiện kinh tế thuận lợi, cho nên từ thời các cái vài đá chúng ta có nói với cha Lục Cà Huy là đã các sinh viên nghe cũng cố gắng tìm cho chúng con số các cái học bổng để trợ giúp cho chúng con, và trợ giúp cho chúng ta cố gắng thôi. Cho những người làm đang cũng tiêu chuẩn này thì năm nay tôi thấy là báo của cha cũng biết là cho 53 trường hợp do chính chúng con xét duyệt là thấy là phải xứng đáng để mà được cấp học bổng, thì cha đã trao cho cha đặc trách mới được giải đức rồi, để cả sẽ trao cho chúng con không nhiều thì ít, nhưng mà ít tức là tạo cho chúng con cái cơ hội để chúng con thực hiện được cái mục tiêu của mình. Nhưng mà điều thứ ba quan trọng là chúng con thấy rằng ý thức mình đang có cái cơ hội, ý thức mình có cơ hội và quyết tâm để thực hiện được cái mục tiêu của mình. Đây là điều từ chúng ta thấy chúng con thành công hay không ở chỗ đây. Cho nên việc đầu tiên là chúng con xác định mục tiêu và xác định rất là rõ là tôi phải học và tôi quyết tâm học, học bằng được, tôi đang có cái cơ hội để tôi học thì tôi học để thành đạt. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với chúng con đó là chúng con cần phải phát triển con người toàn diện. Làm sao để chúng ta trở thành một con người quân bình? Cha từ bà đó thì thỉnh thoảng cha sang bên nhà dòng mới sinh ra phát hiện ở đối phương cha làm lễ. Thế là lễ thì cha đi theo đi ngoài đường quốc lộ đâu, cha đi đường tắt thì đi qua trường cấp ba ba ra Kim Sơn, thì cha thấy một bản rất là to treo giữa cổng trường, ai đi qua cũng nhìn thấy. Để các bạn chúng ta cũng có những bạn đã học Kim Sơn, chúng ta thấy bản đó là gì? Chúng ta để cái bản kia làm sao? Biết cái câu gì? Quên rồi. Học để chưa? Học để biết. Thứ hai học? Học để làm. Thứ ba học để? Học để sống. Và thứ tư là bố bạn nào nữa? Mời cha những các trường khác chẳng cũng có thể đến cái câu này. Bởi câu này không phải câu của trường đấy, mà câu của Liên Hợp Quốc. Thứ tư là học để sống chung
sống và sống chung đó. Chúng ta đã thứ nhất học để thứ hai học để là thứ ba học để sống và thứ tư học để sống chung. Học là như thế mà nếu chúng ta đang sống như vậy thì tức là chúng ta có được một sự phát triển toàn diện, phát triển quân bình trong đời sống chung. Vào thứ nhất học để biết chúng ta nói rồi, xác định mục tiêu là để học thì chúng ta học làm sao cho có phương pháp, cố gắng suy tư suy nghĩ để mà học được. Học như con mẹ học có phương pháp, học để biết thực sự khó mà học được. Chứ còn hôm nay chúng ta học rồi ngày mai chúng ta đi chơi, đi karaoke, đi cà phê, đi như vậy là không thành công được. Kiên trì để học, học để biết. Nhưng mà cái học sao biết cái hành, học hành hành là gì? Là học để làm. Tức là chúng ta có kiến thức nhưng mà phải đưa kiến thức đấy áp dụng trong đời sống thực tế của mình. Có lần anh nghe bảo là có thông tin là kỹ sư về điện, kỹ sư về điện các bạn có biết nhưng mà về đi lắp cái phong điện bị hướng dẫn không biết, không có hành, học trên lý thuyết thôi. Dây này đối với dây này cũng là chuyện khác, đối với mọi thứ luôn các em học rất là giỏi nhưng mà không có hành. Và đây là tình trạng của Việt Nam chúng ta nhiều lắm. Quan trên Việt Nam có nhiều tiến sĩ đâu, nhiều lắm, nhưng mà một năm thì được 30 hoặc 50 lên, rất là ít. Tiến sĩ nhiều lắm nhưng mà phát người thì nhiều lắm, học nhưng không có hẹn, học nhưng mà không áp dụng. Chúng ta thì phải đấy, ra từ trước ra mới học được bản tin. Ở trong miền Nam, ở tỉnh Đồng Tháp, có mấy em hai lúa, từ nông dân chính hiệu đó, mà đã chế được một cái chiếc thuyền du lịch để chở khách du lịch đi trên chỗ các đường sông đường hồ của Đồng Tháp. Đồng Tháp là sông nước mênh mông cho nên là chỉ có thể di chuyển bằng xuồng bằng thuyền thôi, nhưng mà nếu mà đi đổ mạnh thì ô nhiễm môi trường hao dầu đó. Với ông này chế ra một cái thuyền du lịch chạy bằng cái gì, năng lượng mặt trời, hay quá. Tôi đã triển lãm một vài khách hát một vài bọn em từ 30 người tài hàng. Cái người phát tin ra thì không là không giỏi ra gì mà là hay lúa. Hay lúa bởi vì bây giờ con tóc thì dùng bây giờ nghiên cứu vừa học vừa hành, còn nếu học mà không có hành thì không làm gì hết. Chúng con học nhưng mà có thể hành áp dụng những điều chúng con học. Rồi, cái thứ ba, học về sâu. Không phải chỉ là làm có tiền để ăn. Cái sống ở đây không phải chỉ là ăn, sống ở đây không phải chỉ là hoạt, không phải chỉ là lo cho cơ thể, cho cái vật chất mà thôi. Sống ở đây cũng là cái sống cuộc đời của con người, sống làm sao cho có đức hạnh. Học để mà sống, tôi là sống cho có đức hạnh. Mặc dù này rất là cần thiết. Chúng ta học nhưng mà trong thời gian học thì mình phải có đức hạnh, phải có kỷ luật của bản thân. Trong đời sống mình phải có kỷ luật, từ khi còn trẻ chúng ta phải có kỷ luật bản thân, kỷ luật tự đặt ra cho mình. Chúng ta không đi tu, chúng ta không bảo bộ đội, không bảo cảnh sát, cho nên chúng ta tưởng là không có một cái kỷ luật cho trẻ. Nhưng mà mỗi một lần chúng ta đặt ra cho mình một cái chương trình cụ thể. Buổi sáng cô dạy 10 giờ, 8 giờ 9 giờ cô dạy, lúc về mà tối qua mới dạy cho con ngủ 2 giờ, sáng nay mới dậy này 5 giờ thì ngủ 3 tiếng là còn ít nữa, ngủ 3 tiếng 4 tiếng lúc người ta có là 2 không thì chắc cũng có nhưng mà không ba ngày tại tối qua vui quá rồi. Tức là có nhiều bản thân xác định ăn uống ngủ nghỉ làm sao, rồi một ngày mình sử dụng quy định 30 tiếng, như nước viên rồi nước trang bạn bè trang, nó kỷ luật thế, nó là
sẽ hỏi các con câu này, nhưng mà không buộc các con giữ tay thôi. Trong số các con ở đây, từ khi còn bé cho tới bây giờ, chúng con đi học ít nữa là 12 năm rồi, hoặc 13, 14 năm rồi. Có những bạn là chưa bao giờ copy, làm bài thi không copy. Chắc không buộc các con tay đâu. Nhưng mà chắc nghe các con cười, biết là chắc giơ tay như này cũng hết rồi. Các bạn nào đi thi mà không có phao không? Đấy, bây giờ. Và chúng ta thì tưởng tượng xem, một thế hệ học sinh, một thế hệ sinh viên mà không chân thật thì sau này sẽ làm được cái gì? Cái bản của chúng con nó không thực chất không? Chứ sinh viên công giáo phải biết rằng là không có sai. Chim công giáo biết rằng học đến nơi đến chốn và đứng bằng hai chân của mình, quyết tâm tiến lên bằng sự vất vả, bằng sự chịu khó của mình. Chúng con không học xong rồi biết gần tới ngày thi rồi chúng con đi xin khấn. Chú có cho không? Cha hổ nghi lắm. Câu với bạn thì bạn cũng đến lâu lâu rồi. Đến xin cha ngày mai con đi xin cha sẵn cho con. Cha hỏi, cha hỏi là một bài chưa? Hỏi chưa nữa. Cha bảo không thể chú có nghe lời con đâu. Cũng giống như những người đến xin cha làm phép xe. Người ta cũng làm phép xe. Nhưng mà trước khi làm phép, cha hỏi câu này. Cha làm phép xe nhưng mà chạy ẩu thì có gây ra tai nạn không? Đúng rồi, không đáp lại được. Sau mình nghĩ một lúc thì bảo có, đúng rồi. Thế mà ai mà chạy là có thì cha làm phép xe không? Còn nếu bảo làm phép xe thì chạy ẩu mà không gây ra tai nạn thì cha làm rồi. Cho nên là mê tín dị đoan. Muốn thành công thì học, mà muốn thành công trong đời người thì chân thật. Học thì giỏi, phải tự mình biết thì có khả năng, tự mình suy tư. Chứ còn đi chép bài, đi hỏi bạn bè của mình, rồi thì đi trở về giải chọn kinh điển, kinh bản. Nó không có giỏi được, đất nước chúng ta không khá được. Học chân thật, rồi trong sạch, trong thời gian này, như là ông Trương Thịnh Thành của bạn, ông không tiền phí. Nhưng mà lúc này thì tôi thì trái tim bắt đầu hơi nhảy nhảy rồi, dễ nhảy lắm, đúng không? Dễ đập lắm. Mà tôi bảo được người thôi, đập nhẹ nhẹ thôi. Lúc này học đã. Nếu mà có thể thì phải dành để ra, để ra. Không ai mới được lấy mất đâu. Cứ để ra, lo học đã. Học xong rồi thì lo chủ đề. Chứ đừng có, rồi lo đi dơ, rồi bạn bè, bộ về, chuẩn nhất là thử nghiệm trước hôn nhân càng tệ nữa. Có những bạn ta đi học đại học xong rồi thử một lát ta bỏ hết tiêu tan cuộc đời luôn, mất học rồi bắt đầu ra chạy lo phòng mới. Có những bạn trẻ có người mắc ta thấy ở công quê có những bạn người đẩy một cái phòng mới rồi phải biết làm chủ bản thân của mình, đừng có tiền phí cút phí. Rồi cuối cùng học để sống chung. Sống chung là gì? Tức là không phải là sống một mình mà sống với người khác. Tức là có sự liên đới, phải có sự cộng tác, phải có sự cảm thông. Nghĩa là chúng con thì phải ra được nghe đi, chúng con quy tụ lại cũng phải sinh hoạt với nhau như thế này. Ta rất là vui, rất là mừng. Bởi vì ta sẽ chúng con sống chung, tập chúng con sống thì liên đới. Chúng con ở trong ký túc xá, chúng con ở trong bất cứ môi trường nào, môi trường nhà trọ, chúng con cứ liên đới với nhau, mình học mình sống, nhưng mà mình biết tôn trọng người khác, mình biết tế nhị người khác, mình biết cảm thông với người khác, học để sống tốt, rất là đúng, rất là tốt, học để hợp tác với nhau nữa. Không biết chúng con đã nghe cái chuyện giỏ cua Việt Nam và giỏ cua Cổ Nhĩ chưa? Chuyện hay thế này. Chúng con có giỏ cua, cái giỏ cua của Việt Nam
chợ phố cổ Việt Nam đó, chợ phố cổ Mỹ trước thì đã, chợ phố cổ Mỹ thì làm sao phải bán nó, phải mua thôi, còn chợ phố Việt Nam thì không thể mua. Chúng ta biết sao? Chợ phố cổ Mỹ á, mua thì mua được chèo ra khỏi đó thì mà con là không chèo đấy, nhưng mà mua cổ Mỹ á, nó thấy một thằng không chèo rồi. Mà nó không chèm, nó biết bạn nó không muốn chèm, tầm này không chèm, từ đó tao sẵn sàng tao làm rồi, tầm mày chèm cái lưng tao cũng đi, từ trước đến giờ không thằng khác, rồi tao làm rồi, cứ cứ đó, con đó nó có tiền từ một con tao mà, rồi còn thứ hai, nó cũng cõng đầu, nằm xuống nằm đây để con kia chèm ra ngoài, ba con ra ngoài, bốn con ra ngoài, ra ngoài là nếu được thằng kiểm tra, rồi cứ ra ngoài thế. Tao là chủ khách, tao khóc phải ra. Tao chúng ta là bố, con nói con kia, vừa từ từ mày bán lại, vừa từ tao bán lại. Chứ trò của cổ ý, nó biết giúp nhau, chứ nó là cho chặt. Không phải cho chặt thì có ra bài đây. Còn trò của cổ Nam thì chẳng, phải là lợi lại. À xin lỗi, không cần lợi. Ý là sao? Một thằng vừa cao lên, thì thằng kia kéo xuống, may xuống, tao chút, rồi mỗi thằng nó lên thì đặt mày xuống tao chút, mày em tao phải ổn, còn khác tao được mày xuống, tao được chú mày, tao được cô mày xuống, có nghĩa là tao giàu hơn mày, tao bớt thì nó phải tao là bớt, thế là cái con nó kéo con đi xuống thì không cần mày, tức là ý muốn nói về cái tinh thần hợp tác, tinh thần liên đới, cái việc làm chung của chúng ta nó rất là kém. Từ con học để chúng con sống và sống chung với mọi người, sống trong sự liên đới với các bạn bè. Đó là điều thứ hai, chúng con học như là cần sự phát triển quân mình, phát triển toàn diện. Đây là chúng nói về sự tự tin, chúng con nghe nhiều lần, lúc khác trả lời. Tôi điều thứ ba, chúng nói chúng con để thực hiện cái mục tiêu học giỏi, rồi để thực hiện được cái mục tiêu phát triển con người toàn diện, học để biết, học để làm, học để sống, học để ứng dụng, để thực hiện được hai điều đấy thì chúng con phải nó có nhiều cách, không thể chia sẻ chúng con cách này. Để nói với chúng con được không nào? Chúng con là núi thẳng, tay đến tay là núi. Tám mươi bạn có tám mươi núi, có tám tám không? Apple không à? Mười rất nhiều bạn có tám và sao chung là sao chung thì cũng gần như tám rồi. Thế đó không nói về ông Steve Jobs. Tức là giám đốc CEO, giám đốc điều hành của hãng táo, của hãng Apple. Ông chết rồi. Nhưng mà ông là cái người đưa cái công ty đấy cho trong thành công. Ông nói thế này, chúng ta phải sẵn sàng nói không với những điều có vẻ tốt. Những điều có vẻ tốt phải biết từ chối nó, không để đi tìm những gì thật sự là tốt, để đi tìm những gì thật sự là bài học. Xem ra điều đó không phải bài học. Từ chối nói không xem ra không phải bài học, nhưng mà nó rất là hiệu quả, rất hiệu quả. Và điều ấy đã đạt cho một sự thành công. Chúng ta biết là vào năm 2012, ông nói thế này: chúng tôi thử nghiệm và đưa ra 40 mẫu điện thoại của Apple, nhưng mà chúng tôi thấy là nó có vẻ tốt hơn chứ không thôi. Cuối cùng chúng tôi bỏ hết để chỉ giữ lại có 5 mẫu Apple. Lúc bây giờ Apple 5 chưa phải là năm 2012, lúc đấy Apple 5 chưa phải là. Nhưng mà ông tôi nói 40 mẫu điện thoại xem là có vẻ không, nhưng mà
nói thế này. Trong cái bài diễn văn năm 2015, đảng cứu hồi tuyến sinh viên tốt nghiệp của Đại học Stanford, Mỹ, một đại học nổi tiếng. Ông nói rằng, năm 17 tuổi, tôi đã đọc một quyển sách, đó là hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của cuộc đời. Từ năm 17 tuổi, ông đọc một quyển sách nào đó, ông thấy câu đấy và ông ghi nhận. Hãy sống thế nào như thể ngày ấy là ngày cuối cùng của cuộc đời của mình. Và trong suốt 33 năm, ông nói ngày nào cũng làm lại cho cô đấy. Cho mở mặt, ông không cần có giá, ông là những người không đi vào luôn. Trong suốt 33 năm, ngày nào cũng buổi sáng tôi cũng nhìn gương mặt tôi không thương. Và tôi tự hỏi, nếu hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời của mình, thì mình có làm những điều mà mình dự tính hôm nay sẽ làm hay không? Mình dự tính hôm nay sẽ làm điều này là ngày hôm nay. Và nếu hôm nay là ngày cuối cùng của tôi, thì tôi có làm những điều tôi đang dự tính hay không? Ông đặt câu hỏi như vậy. Ông đặt 33 năm. Ông đặt ra câu hỏi đó. Và nhờ đó mà công việc của ông thành công đi từ những cái bước đầu rất là nhỏ bé và trở thành giám đốc CEO lớn đang là thành công cho hãng Apple. Và ông nói, nếu ngày nào cũng hỏi như thế, mà câu trả lời là không, nó kéo dài nhiều ngày, thì vô bạn phải thay đổi. Nếu một ngày là ngày cuối cùng trong đời của mình có dự tính là đi chơi không, có dự tính ngủ hay không, có dự tính đi đến nước hay không, có dự tính đi karaoke hay không, dự tính sang bên không, là đúng không? Nếu mà ngày nào cũng đặt ra và ngày nào cũng nhớ đặt không, hiểu rằng mình phải xác định lại từ phải sửa lại thôi, phải thay đổi con đường của mình. Và ông nói thế này, luôn nghĩ mình sẽ chết sớm, nhưng mà càng nghĩ mình chết nào? Mới có 18, 20 năm là nghĩ chết của mình. Chắc chúng ta không biết khi mình nghĩ chết. Nhưng mà ông nói thế này, luôn nghĩ mình sẽ chết sớm là công cụ quan trọng giúp tôi đưa ra những quyết định lớn trong công việc làm ăn. Để đưa ra những quyết định lớn, chứ không nói là tôi luôn nghĩ là tôi sẽ chết sớm. Đó là cái công cụ quan trọng để giúp tôi đưa ra những quyết định lớn. Nếu mà chúng ta mà nghĩ được như vậy thì chúng ta sẽ có những quyết định đúng chính xác. Nói chúng ta những người trẻ mà nghĩ rằng mình sẽ chết sớm thì chúng ta sẽ xin lỗi, nhưng mà phải nghĩ như vậy. Khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ một ngày nào đó sẽ chết sớm và có thể hôm nay ngày cuối cùng, khi mình nghĩ như vậy thì mình sẽ có quyết định chính xác. Và như người ta vừa nói xong là phải biết nói không. Nếu hôm nay tôi biết rằng đây là ngày cuối cùng trong cuộc đời của tôi thì tôi sẽ nói không, tôi từ chối trước điều xấu. Từ chối. Và tôi chỉ làm điều tốt thôi. Tôi sẽ có quyết định chính xác. Tôi không thể để cho mình không thôi sống thả nổi được. Và như thế này cuối cùng rồi. Cho nên để thực hiện được cái mục tiêu mà cha vừa nói cho con, học và học để sống, để làm người, học để làm được chung, sống chung với người khác, thì mình phải biết không. Bởi vì trong số bao nhiêu điều dù dỗ chúng con, mời gọi chúng con, cưới phố chúng con, có điều xem ra có vẻ tốt, mà thực sự là không hợp. Thì mình phải biết không. Nếu mà mình chạy theo những điều có vẻ tốt thì cuối cùng mình sẽ thất bại. Như Steve Jobs nói, tôi đã sẵn sàng mất đi mấy chục mối liên lạc để giữ lại mạng một, và vì thế là được không? Chúng ta sẵn sàng nói không, sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì nó không giúp chúng ta đạt được mục tiêu của mình.
Cho nên ông nói là thời gian nhiều bạn không có hiểu. Chúng con còn trẻ 20 tuổi, nhưng mà thật sự ra một đời rất là nhanh. Chúng con không tin hỏi bố và mẹ rằng bố mẹ thấy nó nhanh không? Nhanh lắm. Ta mới bước ngày nào bây giờ là ngày tới bằng tiếng nổi. Nhanh lắm, nhanh lắm. Dài là cái nhanh lắm. Dài là sắp sửa làm việc phải hạ cánh dần. Chúng con đi máy bay bao giờ chưa? Đi máy bay trước khi mà hạ cánh khoảng 15 phút thì nhân viên thông báo là mời quý khách về chỗ máy bay của chúng ta đang giảm độ cao để chuẩn bị hạ cánh. Ra người ta sẽ được giảm độ cao để hạ cánh rồi. Chúng con đang trước cánh, đang bay lên. Nhưng mà tháng 11 sắp tới rồi, thì nghĩ đấy, cứ xem. Và khi con biết là một ngày đó mình sẽ chết sớm, mình sẽ sống thật tốt. Và ông nói, thời gian bạn không có nhiều, cho nên đừng lãng phí bằng cách sống cuộc đời của người khác, mà hãy sống cuộc đời của mình. Một khi mơ, mơ cuộc đời của người khác, cuộc đời của người họ, hãy sống cuộc đời của mình với những khả năng của mình, với những cái môi trường của mình, cơ hội của mình, quyết tâm bằng được. Hãy sống đời sống của mình với xác tin của mình. Thôi, thầy chia sẻ chúng con ra rồi. Sau khi đã học xong thì giờ này ngủ rất là tốt. Và xác định mục tiêu rất rõ, mình thời gian không đi tới đâu đến chỗ rồi, thôi cứ lên xe cũng chở đồ chở, không thể được, sẽ bị rõ một điều. Cái thứ hai, phát triển quân để học để làm gì? Và thứ ba, phải biết nói không. Thôi không, một khó quá lắm. Bao nhiêu cái mời bảo dụ của mình, cứ làm ra thôi. Nhảy được lắm, con gái yếu lắm không dám nói không, con trai cũng không dám nói không, cho nên sinh ra mắng từ trên nghe rồi chào cầu nguyện chúng con, chúc chúng con một ngày học mới đầy tràn chúa thánh thần, thiên thần là ơn khôn ngoan để giúp cho chúng con những khôn ngoan được soi đỡ, thiên thần soi sáng cho chúng con để chúng con học, học giỏi, học thông minh. Và nhất là Chúa Thánh Thần sẽ giúp ta ra để chúng con trở nên người Kitô hữu, những sinh viên Kitô giáo bước vào những phát triển toàn diện để chúng con đem lại cái sự phát triển cho chính bản thân của mình, cho gia đình của mình, gia đình của mình, bố mẹ đầu tư cho con cái đi học để sau này thành người, sau này thành công, để được đi lên thành Hà Nội con vài tháng, vài ba tháng, vài hai năm vẫn tiêu được học. Đừng có làm phụ lòng của cha mẹ, rồi là phát triển xã hội, sứ đạo cho con, làm phương thanh cho hội thánh, xây dựng đất nước của chúng ta, cầu chúc chúng con sức khỏe.